Chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trading Map. Mình là Trần Hải. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xu hướng giá vàng ở trong phiên ngày 26 tháng 4 năm 2024. Thì giá vàng ở trong phiên ngày 25 đã mở cửa ở mức 2.315 và đóng cửa lên mức 2.332, thể hiện cho là lực mua cũng khá là mạnh sau khi mà phe bán đã cố đẩy xuống đến 2.305 để phá qua cái đường MA 20 nhưng không thành công, và ngay lập tức phe mua đã tham gia trở lại và tạo nên một cái bộ nến, gọi là nhấn chìm cái nến trước đấy, nhưng mà nó lại có râu hai đầu nên bộ nến chìm này cũng không quá là mạnh các bạn nhé. Vậy thì giá vàng ở trong phiên ngày hôm nay sẽ như thế nào? Mình sẽ đi phân tích để đưa cho các bạn một góc nhìn khác về vàng, và các bạn có thể dựa vào đấy để tham khảo giao dịch trong ngày. Và trước tiên là mình sẽ điểm qua những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Về ngày hôm nay lúc 7 giờ 30 tối là chúng ta sẽ có tin về BCE lõi tháng trên tháng. Tin BCE cốt lõi tháng trên tháng này là một tin rất là mạnh. Nó thể hiện cho mức độ đo lạm phát của đất nước Mỹ, thay đổi giá hàng hóa dịch vụ được người tiêu dùng mua, không bao gồm lương thực và năng lượng. Đây là về những cái tin BCE lõi. Thường họ sẽ lấy cái chỉ số PC nói này để đánh giá mức độ lạm phát của đồng đô la, và từ đấy đưa ra những cái tín hiệu mà có thể dự đoán trước được là các tổ chức quan chức của Fed có thể là phát biểu như nào hoặc là nâng hạ lãi suất trong thời gian tới. Đó, cho nên là tin này nó tin rất là mạnh các bạn nhé. Tối nay chúng ta sẽ cùng chuyến tin 7 giờ 30 tối, 9 giờ tối chúng ta sẽ có tâm lý người dùng sơ bộ được sửa đổi. Tâm lý người dùng sơ bộ thì được dự báo giữ nguyên, và tin PCE cũng được dự báo là giữ nguyên theo các chuyên gia. Còn về tối nay như thế nào, chúng ta sẽ cùng đi phân tích vào tin tối nay. Chúng ta sẽ chuyển sang cái quỹ của FPDR. Quỹ này thì ngày hôm qua đã mua 1,15 tấn vàng. Quỹ này mua vàng trong động thái là vàng nó có một cây nến nhấn chìm một khung này. Đấy cũng là điều bình thường. Và lượng dự trữ quỹ vàng của quỹ này cũng khá là cao rồi. Mình nghĩ là quỹ này đang dự báo là giá vàng nó sẽ còn tăng trong thời gian tới, vì lãi suất của Mỹ nó chưa có dấu hiệu hạ. Nếu một khi nó có dấu hiệu hạ thì vàng có thể tăng tiếp. Chúng ta sẽ điểm qua những tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Giá vàng thì theo các chuyên gia nhận định là ông Kevin Wong của sàn Onda, mặc dù là giá vàng nó có thể có vài phiên trượt giá, nhưng trong góc độ kỹ thuật thì lại chỉ ra điều ngược lại. Ông Wong nhìn thấy biến động giá vàng đã định hình ở mức giảm đảo ngược trung bình khi mà kiểm tra vùng kháng cự trung gian 2420. Giá vàng đã giảm 2,7% vào ngày 22 tháng 4. Hiệu suất ngày càng tệ kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2022 và tiếp tục kéo dài mức lỗ trong phiên châu Á vào ngày 23 tháng 4. Theo đó, mức thấp nhất trong phiên là 2.291 đô trên một ounce, thể hiện mức lũy kế 5,8% so với mức cao nhất trong mọi thời đại của giá vàng mua ngay 2.431 đô trên một ounce ngày 12 tháng 4. Vậy bây giờ vấn đề của giá vàng là nằm ở chỗ là đã hết xu hướng tăng hay chưa? Vị chuyên gia đặt vấn đề để câu hỏi của ông Wong nhấn mạnh về một số chỉ số kỹ thuật. Ông cho rằng đây là một dấu hiệu có thể thấy giá vàng tăng trong trung hạn. Đường trung bình MA 50 có xu hướng là tiếp tục hỗ trợ giá vàng giao ngay. Dựa trên quan điểm phân tích kỹ thuật, giá vàng vẫn đang giao dịch ở trên mức trung bình của đường trung bình động đáy MA 50, phù hợp với mức hỗ trợ trung bình dài hạn của giá 2260 và 2210 đã được xác định trước đây. Bên cạnh đó, mức thoái nuôi trong chỉ báo của Fibonacci kéo dài từ mức thấp nhất từ ngày 6 tháng 10 năm 2023 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, các chỉ báo RSI hàng ngày vẫn giữ nguyên ở mức hỗ trợ quan trọng sau khi mà thoát khỏi vùng quá mua. Điều này cho thấy là xu hướng tăng trung hạn của những mức giá vào ngày 14 tháng 2 năm 2024 vẫn còn nguyên. Vị chuyên gia này phân tích, ông nói thêm là việc giá vàng được thanh khoản bởi mức 2420 có thể chứng kiến mức kháng cự trung hạn tiếp theo là mức 2
540. Mặt khác, việc phá vỡ vùng dưới mức 2.210 từ những vùng hỗ trợ then chốt trung hạn quan trọng, giá vàng có thể mở rộng đợt điều chỉnh đang giảm giá diễn ra giai đoạn xu hướng lên vùng hỗ trợ dài hạn là 2.075 lên đến 2.035 trung bình động của 200 ngày. Đây là về những cái phân tích của các chuyên gia phân tích kỹ thuật. Thì hiện tại là mình tóm tắt lại cho các bạn là ông cho thấy là cái đường trung bình, đây là đường trung bình hỗ trợ 20 nhé. Đây ông cho thấy là cái đường trung bình động hỗ trợ của 50 thì đã bắt đầu là được hỗ trợ khi mà giá vàng hồi về những cái đường trung bình hỗ trợ của 50. Đây các bạn nhìn thấy đây, đường trung bình động của 50 nó đang ở đây. Và thiên hướng của đường trung bình động của 50 nó vẫn đang hướng lên các bạn nhé, chưa có dấu hiệu xuống. Đấy là về cái mà theo các chuyên gia này phân tích. Về cái mặt thứ hai của chuyên gia phân tích là mặc dù là RSI nó đã cắt xuống khỏi vùng quá mua nhưng mà nó vẫn được hỗ trợ giá bởi mức trên mức 50, tức là RSI nó chưa phi qua xuống dưới vùng 50 cho nên là mức tăng, lực tăng nó vẫn còn. Ngoài ra nữa là cái vùng này nó phá qua khỏi cái đường EMA 20 nhưng mà cái điểm phá này không đẹp và nó có những cái dấu hiệu tích lũy của cái Bollinger đây. Đây là về những cái yếu tố của ông này đưa ra và ông này có thể đưa ra những cái nhận định là nó còn một vùng hỗ trợ rất là cứng nữa ở mức 2060 là cái mức trung bình động của đường EMA 200 các bạn nhé. Các bạn có thể bật cái đường EMA 200 ra để xem. Vậy thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái chart vàng mà theo như mình phân tích và nhận định thì giá vàng hiện tại là mình vẫn nói với các bạn này, giá vàng ở trong khung này ấy, nó mặc dù nó phá vỡ được cái chen tăng, các bạn nhìn thấy không, nhưng mà nó test lại cái đỉnh chen tăng này thì ngày hôm nay nếu mà nó đúng là một cái chen bắt đầu giảm thì hôm nay nó phải là một cái nến giảm, còn nếu hôm nay nó là một cái nến kéo lên khỏi cái chen này thì giá nó không giảm và tiếp tục tăng tiếp thì chúng ta sẽ kỳ vọng là vàng sẽ bứt phá lên được đến cái vùng. Đây mình sẽ kẻ Fibo thoái lui thì chúng ta sẽ xem được nó bứt phá đến đâu các bạn nhé. Nếu mà ngày hôm nay mình sẽ ngày hôm nay ngày thứ sáu là một cái ngày kết thúc cái nến tuần, nó là một ngày rất quan trọng các bạn sẽ nhìn hình thái của cái nến tuần này. Đây cái nến tuần nó đang có những cái dấu hiệu như này, nó đang có dấu hiệu nhấn chìm xuống nhưng còn một ngày hôm nay nữa. Vậy thì ngày hôm nay là ngày ngày quyết định được là vàng sẽ tăng hay giảm các bạn nhé. Vì ngày hôm nay các bạn nhìn thấy à, mình sẽ đi nói kỹ hơn cái đoạn này cho các bạn. Thứ nhất là giá vẫn đang nằm tranh chấp ở cái vùng EMA 20 các bạn nhìn thấy không, ba cái nến này, ba cái nến tranh chấp. Thứ hai là nó sẽ được ủng hộ bởi cái xu hướng nhấn chìm trước đấy. Nhưng mà xu hướng nhấn chìm này có thực sự là mạnh hay không thì chúng ta phải chờ một cây xác nhận. Ngày hôm nay chính là cây xác nhận. Cây xác nhận ngày hôm nay nếu nó phá qua được cái chen này lên trên, nó đóng cửa ở vùng 48 cho đến vùng 54 thì giá vàng ngày mai ngày kia nó có thể tăng lại lên đến cái vùng 2.400 và thậm chí là với một cái lực tăng mạnh cho tuần sau nó có thể lên lại đến cái vùng 2.519 là vùng có thể lên tới. Còn nếu mà trong ngày hôm nay nhé, cây nến nó mà đóng cửa về mức 2.305 hoặc thậm chí sâu hơn là 2.296 thì trong tuần tiếp theo vàng nó sẽ giảm về đến cái mức hỗ trợ dưới này, là thậm chí là nó có thể giảm về mức 2.100 và 2.168. Đây là về cái nến của khung ngày nhé, mình đang phân tích từng khung một. Chúng ta sẽ về đến cái khung 4 giờ để chúng ta nhìn kỹ hơn. Vậy thì khung ngày nó đang ở mức tranh chấp. Nhưng khung 4 giờ thì các bạn nhìn thấy là trước đấy nó có một cái lực giảm rất là mạnh. Vậy thì ngày hôm nay mình nghĩ là vàng nó sẽ có thể lên được đến cái vùng 58 và 59. Sau khi đấy nó sẽ rút sâu mạnh xuống xuống dưới đây thì đấy là cái kịch bản đẹp nhất cho vàng tuần sau có thể giảm. Còn nếu mà ngày hôm nay nó lại rút về đến cái vùng 2306 và bơ bật lên đến cái vùng 5961 để tạo dâu thì chúng ta sẽ cẩn thận vàng cho tuần sau nó có thể tăng tiếp các bạn nhé. Vàng các lực tăng và lực giảm nó vẫn còn, nó chưa có một cái dấu hiệu gì là lực tăng và lực giảm nó yếu cả. Đấy là về khung 4 giờ nhé.
lực giảm thì chưa, nó được hỗ trợ bởi kênh giá trước đấy, nhưng mà lực tăng thì nó cũng được hỗ trợ bởi cái kênh xu hướng tăng của khung D, cho nên vùng này nó đang là vùng tranh chấp. Ở cái vùng tranh chấp này thì chúng ta phải quan sát thật kỹ và cẩn trọng vào lệnh, vì hôm nay là thứ sáu, chúng ta hôm nay nó là cây nến xác nhận, nên là chúng ta sẽ cùng về đến cái khung nhỏ hơn là khung 1 giờ. Về khung 1 giờ thì các bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường là bây giờ phe bán thắng thế hay phe mua thắng thế. Hiện tại thì phe mua nó đang thắng thế, nhưng nó chỉ thắng thế ở khung nhỏ thôi. Về đến khung 4 giờ thì lực giảm nó đang thắng thế, tức là phe bán đang thắng thế. Nhưng mà về đến cái khung 1 giờ thì cái phe mua nó đang thắng thế, nó thể hiện cho là cái sự đa khung nó chưa đồng nhất. Khi nào chúng ta giao dịch đa khung đồng nhất thì đấy là một cái trường hợp đẹp nhất, tức là khung 4 giờ đang xuống giảm thì chúng ta sẽ tìm những cái cơ hội bán ở khung 1 giờ. Nhưng bây giờ nó đang có xu hướng tăng và đi ngang của khung 1 giờ. Vậy thì khi nào nó chuyển thành xu hướng giảm thì chúng ta mới giao dịch các bạn nhé. Hoặc là chúng ta có thể giao dịch lướt sóng. Mà muốn lướt sóng thì chúng ta sẽ nhìn được là cấu trúc của khung 1 giờ này. Là nó đang có cấu trúc tăng nhẹ, đúng không? Sau khi mà cấu trúc tăng nhẹ thì chúng ta về đến khung M15, chúng ta nhìn rõ được là cái vùng cản. 3 lần chạm vào vùng cản và đến lần thứ tư vùng cản này nó chạm vào. Nhưng sang đến cái lần thứ năm thì nó không chạm vào nữa và cây này chính là cái cây nến phá vùng cản. Vậy vì phá vùng cản thì giá nó sẽ tăng, đúng không? Tăng thì nó về đến đâu nó tăng. Phá vùng cản của khung M15 thì mình sẽ về đến những khung rất là nhỏ nhỏ hơn. Chỗ này nó có một cái khổ về đó, của khung M15 này. Chúng ta quay trở lại khung M15. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ có những cái kịch bản cho vàng giao dịch trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình sẽ canh mua lên, bởi vì nó đang ở trong cái xu hướng tăng của khung 1 giờ, xuống của khung 4 giờ thì nó đang có dấu hiệu đi ngang, nhưng lực mua cũng tham gia vào nhiều hơn rồi. Mặc dù nó nằm trên một cái xu hướng giảm trước đấy, nhưng mình nghĩ là đây nó nằm có sóng hồi, cho nên là mình ngày hôm nay mình sẽ canh mua lại ở cái vùng 23 cho đến 25. Mua lại ở vùng 23 cho đến 25. SN thì chúng ta sẽ đặt SN ở vùng 20. Đấy là về cái kèo thứ nhất. Và TB thì mình sẽ TB lên vùng 35, TB lên vùng 40 và TB xa hơn là lên vùng 50. Đó, thì kèo này có 3 TB thì chúng ta sẽ đạt những cái tỷ lệ RR rất là cao nếu như nó về lại vùng 20 và 25. Hoặc vùng mua thứ hai, nếu mà nó SN cái vùng 20 này thì chúng ta sẽ mua lại ở vùng 14 cho đến 16. Vùng mua này cũng là vùng mua rất đẹp, nhưng nếu chúng ta mua lại ở vùng 14 16 thì SN chúng ta sẽ đặt ở vùng 10. Và TB chúng ta chỉ TB lên vùng 23 thôi các bạn nhé. Đây là hai kèo canh mua cho ngày hôm nay mà mình đưa ra cho các bạn. Còn về cái kèo canh bán thì ngày hôm nay chúng ta sẽ canh bán ở đâu? Ngày hôm nay chúng ta sẽ canh bán lướt ở những vùng như 50 và vùng 55. Nếu kèo canh bán chính của chúng ta ngày hôm nay nó phải ở vùng 55, 56 và SN thì chúng ta sẽ đặt ở vùng 6. Mình sẽ canh mua ở vùng 57, SN mình đặt vùng 64. Và TB thì chúng ta sẽ TB về lại đến cái vùng 34. Đấy là về cái về vùng 34 hoặc TB1 thì các bạn có thể TB về vùng 44 là tỷ lệ 12.19, TB về vùng 34 thì các bạn sẽ đạt tỷ lệ là 3.95. Đây là về hai kèo canh buy và canh sell cho ngày hôm nay. Và như cái tín hiệu của mình giao dịch tối ngày hôm qua, tối qua mình có đánh tin với các bạn và mình có nói là khi mà giá nó phá lên được đến cái vùng 4x này, các bạn sẽ canh mua lại ở cái khoảng này. Thì mình có báo lên nhóm VIP của mình là canh mua lại ở cái vùng 24 này. Đây, tối qua mình có báo cho các bạn này. Đó, chiến lược phá. Nếu phá 45 thì chúng ta canh mai ở 33 và 3 và hai lệnh ở vùng 25. Và SN vùng 16, TB lên vùng 57 thì rồi ngủ. Và lúc sau mình có báo lại cho các bạn là chắc về 25 cắt lệnh dương 33.
Đấy là về cái ngày hôm qua thì, và đây là những cái lợi nhuận sáng nay mình có báo các bạn chốt này. Sáng nay mình dậy từ 5 giờ 6 phút mình báo các bạn chốt hết những cái lợi nhuận này. Đó, các bạn cũng đã có bát phở rồi. Thì đây là về những kèo nhóm VIP của mình. Thì đây là về những cái kèo mà tối ngày hôm qua mình có báo cho các bạn. Thì lúc ấy về đến vùng 30 33 này. Đây, lúc ấy về vùng 33 nó tăng lên được cái 36. Thì mình có báo các bạn là chốt danh cái lệnh này bởi vì mình thấy lực bán nó vẫn còn mạnh. Thế này là sau khi đấy là về được đến cái vùng 25 nó khớp lệnh của bạn này. Và ngay lập tức nó rút đầu đi lên, sáng nay mình có chốt được ở cái vùng 33 chứ mình không chốt ở vùng 25 được. À 35 được, cho nên là các bạn cũng ăn được 8 giá cái kèo này. Đây là về cái nhận định xu hướng giá vàng ở trong ngày hôm nay. Các bạn có thể nốt ra để giao dịch. Còn về ngày hôm nay là một ngày thứ sáu cuối tuần thì các bạn cũng nên giao dịch nhỏ lại thôi vì ngày cuối tuần nó rất là khó đoán các bạn nhé. Thứ hai bởi vì nó đóng cỡ cái nến tuần, mà khung nến tuần đấy là các nhà giao dịch và các nhà đầu quỹ đầu tư lớn họ tham gia vào rất là nhiều. Đây là về video phân tích xu hướng giá vàng. Các bạn thấy hay cho mình một like, subscribe kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào tạm biệt.